Chào các bạn, mình mong các bạn có một ngày thật là vui. Và hôm nay thì mình muốn giới thiệu đến với các bạn một dòng xe của hãng Toyota. Và đây là hiệu Toyota Corolla, chính thức là đời 91 Toyota Corolla. Và đây là thế hệ thứ 6 của dòng xe Corolla, một loại xe bán chạy nhất từ xưa đến nay và có mặt khắp nơi trên thị trường thế giới. Nào là ở Á Châu nè, ở Úc nè, ở châu Âu nè, ở Bắc Mỹ nè, cũng như là ở Nam Phi. Và bây giờ mình mời các bạn xem phần bên ngoài cũng như là bên trong nội thất cũng như là động cơ của phiên bản đời 91 Toyota Corolla này. Đã 27 năm rồi các bạn, 27 năm rồi mà nhìn vẫn còn ngon chán nha các bạn. Máy rất là bền, rất là bền, rất là bền. Ở Việt Nam mình có ai sở hữu những phiên bản dòng xe Toyota Corolla này không? Đây là một loại xe rất tốt nha các bạn. Vào thời đó đó các bạn thì dòng xe đời năm 1991 Toyota Corolla có những model như là DX hoặc là LE. Và loại xe wagon 5 cửa thì có model là DX hoặc là SR5. Loại 2 cửa thì có model là SR5 hoặc là GTS. Vào thời đó đó các bạn thì dòng xe Toyota Corolla đều được trang bị động cơ có dung tích là 1.6 lít, 4 xi lanh và đây là hộp số tự động 4 cấp. Với phiên bản này đó các bạn thì là có trang bị hệ thống kim phun xăng và 16 cây xúc bắc. Và phiên bản này thì cho ra công suất mã lực là 102. Với phiên bản model là GTS thì cho ra công suất mã lực là 130. Còn về phần nhiên liệu đó các bạn thì ở đường phố là khoảng 22 dặm cho 1 galon và ở đường trường là khoảng 30 dặm cho 1 galon. Các bạn biết không, với phiên bản đời 91 này Toyota Corolla và giá bán dao động tại thị trường Mỹ hiện tại bây giờ là trên dưới 2.000 đô la. Đây là một loại xe rất tốt nha các bạn. Bây giờ các bạn xem phần bên trong nội thất của phiên bản model là DX này. Rất là đơn giản. Có hệ thống điều hòa máy nóng cũng như là máy lạnh. Radio cassette. Hộp số tự động 4 cấp. Model DX này thì khi các bạn quay cửa sổ là bằng tay cũng như là khóa cửa và mở cửa bằng tay. Có hệ thống seat belt tự động. Và model là LE thì có cửa sổ trời và có hệ thống cruise control cũng như là cửa mở tự động và cửa sổ quay cũng là tự động nha các bạn. Với phiên bản đời 91 này thì chưa có trang bị hệ thống túi khí hơi an toàn. Các bạn biết không, vào thời đó đó giới báo chí ô tô đánh giá cho phiên bản dòng xe Toyota Corolla này là một loại xe có giá trị cao nè, chất lượng tốt nè và đáng được tin cậy nè, cũng như là động cơ bền nè và thoải mái khi sử dụng nè,
cũng như là mẫu vả và khung gầm tuyệt đẹp. Và bây giờ mời các bạn xem lại phần động cơ của phiên bản đời 91 Toyota Corolla, model là DX. Mẫu mã xe và khung gầm cũng như là động cơ vẫn còn rất là tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình hẹn các bạn ở video tới. Bye bye.